tối ngủ chơi xong chịu. Tối lại ngủ rồi, anh ngủ xong rồi em lúc đó là em chơi mà xong cái hồi tự nhiên cái gì tới luôn, cái không có nói gì thôi em đi ngủ luôn. Ngủ được rồi. Tao nói là tao chơi mà cứ nói cái gì ngủ luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu đỏ nhé mọi người nhé. Mình tô cho cái mũi của con gấu bông này trước. Này là gấu nhồi bông nha. Rồi con gấu bông, một con gấu để ôm đó mọi người. Nó gọi là gấu nhồi bông. Hồi xưa nha mình có rất là nhiều luôn. Gấu to gấu nhỏ gì mình có rất là nhiều. Xong mình lớn từ 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 cái mình cho dần đó. Đó, cái mũi này tô từ từ thôi. Rồi, tiếp theo đó là sẽ là màu vàng nhạt nhé. Màu vàng nhạt mình sẽ tô cho những cái vị trí giống như là đây luôn. Đầu tiên sẽ là hai cái chỗ lỗ tai chỗ này nè, sẽ hai cái màu vàng nhạt trước. Tiếp theo là bên đây. Rồi tiếp theo là cái miệng nhé. Modernizing his portrayal of women, which will mostly affect dolls of the beloved children's classic, The Fat Ugly Wife Who Knew Her Place. Best World Cup performance by a team of Africans. Thì vợ anh cái đầu tiên là mẹ chưa thợ lại sửa cái cửa cầu tắm nè. Mở ra kia mẹ vợ anh không phải tháng chờ. Sao? Mẹ đi không phải tháng chờ. Em không nghĩ là không tới 1 tháng nữa. Ở bên đây còn nhiều người á, còn phụ, còn giữ xu này kia chứ mình nên mẹ giữ có lại, không có giữ nổi xu đâu, nói thiệt luôn, không nổi đâu. And the average child throws a tantrum 4 times a week, weeknights on Fox. Well, tennis player, ophthalmologist, transsexual, Dr. Renee Richards is writing a book about her life. It is tentatively titled Tennis Player, Ophthalmologist. Tennis player, ophthalmologist, transsexual, Dr. Renee Richards is writing a book about her life. It is tentatively titled. Tôi xong đi tìm khỏe chứ vậy chứ sao cũng thế. Thấy không khỏe đâu. Đồ đạc tùm lum trơn á, rồi mình lên tôi nhà tôi chút kiếm xong rồi tôi dọn, tôi quay xong rồi tôi dẹp dọn tùm lum hết trơn á, mình lên tôi à. Mẹ giữ xu gọi mình lên tôi làm khỏe đó, không khỏe đâu. On the issue, while over at Rite Aid, you can just grab a pill from the Take Abortion Mouse, they will stop selling abortion pills in 21 states. CVS has remained silent on the issue, while Mouse, they will stop. I didn't do it. Rồi mình sẽ tô cho nó full cái bụng này nha. Rồi xong cái phần bụng tết tiếp tục là hai cái phần của cái chân chỗ này nha. After Walgreens announced that they will stop selling abortion pills in 21 states, CVS has remained silent. Rồi xong, tiếp theo sẽ là màu cam nhạt nhé. Thay vì tô cam đậm thì mình sẽ tô cam nhạt cho gấu này thôi.
thì mình cũng sẽ bắt đầu từ trên đây mình tô dài dài xuống nhé. Tô xuống hết cái phần mặt luôn cho mình đó. Mình thì mình sẽ tô màu nhẹ thôi cho nên là mình sẽ tô nhẹ nhàng lướt lướt như vậy. After Walgreens announced they will stop selling abortion pills in 21 states, CVS has remained silent on the issue. While over at Rite Aid, you can just grab a pill from the Take Abortion, Leave Abortion. Have a pill from the Take Abortion, Leave Abortion. Ok, chúng ta kết thúc nha, bye bye.